lần đầu được ba Phùng Ngọc Huy chở đi chơi sau 8 năm xa cách. La Vi có động thái khiến bao người chú ý, không còn bẽn lẽn như ngày đầu gặp lại. Lo lắng cho bé rồi chở bé đi học. Những ngày cuối tuần mà rảnh là chở đi chỗ này chỗ kia, đi du lịch, đi biển. Nói chung là những hoạt động sinh hoạt cũng tốt lắm chị. Con gái cô diễn viên Mai Phương vẫn được cô bảo mẫu chăm sóc trong những ngày ba bận rộn ở Việt Nam. Thương em khi mùa thu, thương em sang mùa hè. Thương em băng qua mùa đông, cười gió xuân ôm em vào lòng. Người tình tin đồn của Phùng Ngọc Huy sẵn sàng chăm sóc La Vi nếu bé cùng ba sang Mỹ. Khi anh Huy đón con sang Mỹ, tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh trong việc chăm sóc và nuôi dạy bé. Ở bất cứ cương vị nào, bạn bè, bạn gái hay vợ của anh Huy, tôi đều có thể làm tốt điều đó. Khiến công chúng không ngừng quan tâm trong vài ngày qua là khoảnh khắc đoàn tụ của nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy cùng bé La Vi, con chung của anh và cố nữ diễn viên Mai Phương. Được biết, sau nhiều năm xa xứ, Phùng Ngọc Huy đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam vào hồi đầu tháng 8 vừa qua. Bên cạnh việc trở về quê nhà thăm người thân, bạn bè, thì việc quan trọng nhất của Phùng Ngọc Huy trong chuyến đi này đó là đoàn tụ với La Vi và hoàn thành thủ tục đưa con gái sang Mỹ. Trong những ngày đầu về nước, Phùng Ngọc Huy đã có dịp gặp lại bé La Vi. Thời điểm xuống sân bay Tân Sơn Nhất, nam ca sĩ được bạn thân của cố nữ diễn viên Mai Phương ra đón. Anh và bé La Vi đã gặp lại nhau, còn chụp một tấm hình với bàn tay bé nhỏ của con gái. Theo nhiều trang tin, khoảnh khắc gặp lại ba, bé La Vi có hơi ngại ngùng một chút, sau mới quen hơn và có được tấm ảnh dễ thương này. Và sau nhiều ngày trời, Phùng Ngọc Huy cũng đã tiếp xúc và thân quen hơn với cô con gái 10 tuổi. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ vui vẻ khoe hình ảnh anh chở La Vi trên đường. Phùng Ngọc Huy còn lấy hình ảnh hiện tại đặt bên ảnh nhiều năm trước, thời điểm mà La Vi còn nhỏ. Thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó đã 8 năm, cô nhóc nhỏ xíu ngày nào nay đã đi học và có nhiều thay đổi. Nhiều người nhận xét, chỉ cần nhìn ánh mắt rạng rỡ của La Vi thôi cũng đủ biết cô bé đang vui vẻ, hạnh phúc cỡ nào khi ở bên ba rồi. Được biết trong khoảng thời gian này, bé La Vi được ba đưa qua nhà ông bà nội sống. Vì lịch trình của Phùng Ngọc Huy khá dày nên anh thường đưa con gái đi theo để có thể ở bên con nhiều hơn. Khi nào xong việc là hai ba con lại trò chuyện và đi chơi luôn. Hiện La Vi vẫn đang đi học hè nên gia đình chưa có kế hoạch đi du lịch. Phùng Ngọc Huy muốn tranh thủ dịp này để bé La Vi có thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên người thân. Tuy phần lớn thời gian ở bên ba và ông bà nội, song các cô bảo mẫu vẫn rất quan tâm tới La Vi. Trong đoạn clip được chia sẻ đầu tuần này, có thể thấy bé La Vi được cô bảo mẫu đưa đến trường. Bé La Vi cũng rất thương cô bảo mẫu, thể hiện tình cảm bằng cách đứng vẫy chào mãi không thôi trước khi vào lớp. Sau khi gặp lại ba, bé La Vi đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Chưa biết Phùng Ngọc Huy có thể đón được con gái sang Mỹ trong dịp này hay không, song khán giả đã rất lo lắng về cuộc sống sau này của bé La Vi khi rời Việt Nam. Một số cho rằng con gái cố nữ diễn viên Mai Phương sang Mỹ sẽ được chăm lo, quan tâm nhiều hơn bởi ba và bạn bè, đồng nghiệp, người thân của Phùng Ngọc Huy. Ngay đến tình tin đồn của Phùng Ngọc Huy là nữ ca sĩ Đan Kim cũng từng nói rằng cô thực lòng dành tình cảm cho La Vi dù chưa một lần được tiếp xúc với bé, đồng thời sẵn sàng đồng hành cùng anh trong việc chăm sóc và nuôi dạy La Vi.